Chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ FTX các bạn Lại có thêm một update mới à, Đó chính là thẩm phán Ronnie Adams Các bạn đã nhớ đây là thẩm phán Ronnie Adams Thì thẩm phán này đã, đã tự rút lui ra hoặc cái vụ của Simon Freer các bạn Tại vì cái mối quan hệ của thẩm phán Ronnie Adams này người này là vợ của giám đốc công ty luật mà hỗ trợ sàn FTX mua lại BlockFi trước đây và thường đã từng chia sẻ thông tin với các bạn rồi và đương nhiên cũng có nhiều người nói là có sự không công bằng ở đây nhưng mà cuối cùng thì với áp lực của dư luận thì nghĩ là Ronnie Adams cũng đã rời khỏi rồi bây giờ chúng ta đã có một thẩm phán mới các bạn đây là thẩm phán mới là Lewis Kaplan thì thẩm phán này sẽ là người mà xét xử cái vụ kiện của Sam Bankman-Fried bắt đầu kể từ hôm nay và cái ngày kế tiếp mà Sam Bankman Free sẽ ra tòa đó là chiều ngày 3 tháng 1 các bạn chỉ còn vài ngày nữa thôi thì đây là cái cơ hội để Sam Bankman Free nhận tội trước khi xét xử thì có nhiều người nói là khả năng là Sam Bankman Free sẽ nhận tội vào ngày 3 tháng 1 này tại vì bây giờ các bạn đã biết là hai người đang chỉ trích Sam Bankman Free đó chính là không ai khác hơn là Gary Wang đồng sáng lập công ty FTX cùng với lại Alameda Research CEO Kelly Allison Cả hai người này đều đã nhận tội Và đều nói là Sam là người mà chỉ định tất cả mọi việc này Đối đầu với là những cái sự phản bội đó Thì nghĩ là Sam cũng có thể là sẽ tự tìm kiếm một con đường cho mình Và có thể là nhận tội và thỏa thuận với lại tòa án Và tìm cách để mà giảm tội của mình Đó cũng là một khả năng các bạn Chúng ta không biết được Chúng ta sẽ biết vào ngày 3 tháng 1 mà thôi Nếu như vậy thì cái sự việc này nó sẽ kết thúc sớm hơn Chứ nếu không có thể kéo dài được lâu các bạn nhưng mà có một điều khác nữa là tối ngày hôm qua đó ở trong ví của công ty alameda đã được di chuyển chúng ta bây giờ không biết được là ai đang di chuyển nhiều người nói là có phải là sam and free được di chuyển hay là không tại vì một trong những cái điều mà sam đòi hỏi khi được tại ngoại đó là được sử dụng máy vi tính và có kết nối với internet thì nhiều người nói là có thể là sam dùng máy vi tính internet để mà di chuyển cái số lượng ethereum này ở trong ví của alameda nhiều người nói là không có thể là tại vì tòa án di chuyển chúng ta không biết được ai di chuyển nhưng mà tổng cộng cái số lượng đó theo thuận hiểu là khoảng chừng là 600.000 tổng cộng và họ dùng cái số lượng Ethereum này chuyển hết qua BTC con số 600.000 đô này không phải là nhiều lắm các bạn khi chúng ta nhìn vào tình hình của FTX và những gì đang xảy ra nhưng mà nó cũng khá là khó hiểu khi mà có thêm tài liệu tôi sẽ chia sẻ với các bạn rồi chúng ta lại có thêm một thông tin nữa đó chính là các bạn thấy là cái vụ mà hát của ftx đó, các bạn nhớ sau khi mà họ khai bơi bị phá sản thì cuối tuần đó đã có một cái vụ hát xảy ra và các bạn hãy nhớ là lúc đó nó, nó khá là lộn xộn tại vì chúng ta có ba sự kiện diễn ra hầu như cùng một lúc thứ nhất là sau khi mà sàn ftx khai bơi bị phá sản đó thì tòa án đã ra quyết định là tất cả tài sản phải được di chuyển vào vi lạnh và đóng bằng đó là điều đầu tiên là đó là cái thông tin đến từ Hoa Kỳ chúng ta cùng thời điểm đó cũng có cái thông tin là chính quyền của Bahamas cũng đã đóng băng một số lượng crypto chuyển vào ví của họ lúc đó là thường nhớ là khoảng chừng 400 triệu hay gì đó nhưng mà cùng thời điểm đó cũng có một số tiền là từ 370 triệu đến 400 triệu đó đã bị một người nào đó lấy ra khỏi sàn FTX mới đầu đó thì người ta nhầm lẫn người ta nghĩ đây là cái số tiền bị lấy bởi chính quyền Bahamas. nhưng mà cuối cùng thì uh, họ đã hiểu hơn là không đây là cái số tiền khác hơn nữa bị di chuyển bây giờ đã có số tiền này đang ở đâu và ai là người sở hữu có phải có thật sự có người nào đã vào hát mạng lưới của FTX hay là không người đó là ai thì cuối cùng đó sự việc này các bạn thấy được là cuối cùng tòa án đã ra quyết định là cần phải điều tra cho kỹ và đưa ra một kết luận cho những nạn nhân trong cái sự kiện này chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin mà thôi và nói với những nạn nhân đó thì các bạn thấy được là đáng tiếc là những người mà lưu trữ tiền trong sàn ftx mà bây giờ không rút ra được đó thì những người đó nếu như mà các bạn nói là xếp hạng để được bồi thường đó thì họ xếp hạng thấp lắm các bạn tại vì những cái chủ nợ mà họ có tài sản thế chấp đó thì họ sẽ được ưu tiên hơn tại vì đó là nợ có tài sản thế chấp những người mà user của sàn đó thì đáng tiếc trở thành những chủ nợ mà không có tài sản thế chấp của sàn nhưng mà bây giờ đó thì những nạn nhân đó theo đường hiểu là khoảng chừng gần như là một triệu người họ đã cùng nhau để mà kiện tập thể nói là không số tiền của những nạn nhân đó thì phải được chiếm ưu tiên tại vì những user này chưa bao giờ cho phép sàn FTX gửi tiền qua Alameda và dùng làm những chuyện khác cho nên không thể tính như là mình cho sàn FTX mượn mà không có thể chấp được. Cho nên cần phải được ưu tiên hơn trong việc là bồi thường. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là cái điều kiện này nó sẽ đi tới đâu, nhưng mà nói chung thì đây cũng là một điều mình cảm thấy là hợp lý mà thôi. Tại vì nếu như không thì những cái user là người hầu như là cuối cùng để được trả, tất cả những người khác đều sẽ lấy phần của họ trước khi mà user được trả. Cái đó cũng không công bằng đâu các bạn. Đây là những cái thông tin mới nhất uh, liên quan tới FTX khi mà có thêm tài liệu thường chia sẻ với các bạn. Mọi trên điều này ra thì uh, cũng có rất nhiều bạn hỏi thường liên quan tới Solana liệu Solana có qua được cái cơn hoàng này hay là không? Thì đương nhiên đây là một câu hỏi mà không ai trả lời được đâu các bạn. Thôi đâu biết được tương lai như thế nào. Thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn một số những gì đã xảy ra liên quan đến những cái dự án mà đã từng nổi tiếng một thời, những dự án liên quan tới nền tảng hợp đồng tương lai như là Solana thì trước đây chúng ta đã từng có nhiều dự án nào và bây giờ những dự án đó, đó đang xếp hạng ra sao thì đầu tiên hết các bạn đã thấy được là cách đây vài ngày đã chúng ta nhận được thông tin là có hai cái dự án NFT lớn đã quyết định là họ sẽ rời khỏi Solana thứ nhất là Digots dự án này họ đã quyết định là sẽ chuyển qua Ethereum vào quý 1 năm 2023 và kế đó là Yut dự án này họ nói là họ sẽ cũng chuyển qua mạng lưới Polygon mạng lưới tầng 2 của Ethereum vào quý 1 năm 2023 có nghĩa là hai dự án NFT lớn của Solana sẽ rời khỏi mạng lưới Solana và chuyển qua mạng lưới của Ethereum và khi mà Thuận đọc thông tin này đó thì Thuận muốn xem coi là hệ thống DeFi của Solana ra sao Và tình hình cái số lượng tiền lóc lại hiện bây giờ đó trong những nền tảng là như thế nào Thì các bạn thấy được đây là cái trang web DeFi Lama Và các bạn nhìn thấy đây là cái sự phân phối cái số lượng tiền lóc trong những cái hệ sinh thái của những nền tảng Thì các bạn vẫn thấy được là cho đến ngày hôm nay Ethereum vẫn chiếm phần lớn các bạn tổng cộng là 22.97 tỷ và Ethereum là chiếm khoảng chừng là 60% của tất cả số tiền trong DeFi hiện tại. Kế đó chúng ta có Tron 10.8%, chúng ta có BSC 10.48%, những mạng lưới khác thì nhỏ hơn. Như các bạn thấy được là Polygon thì khoảng 2.6%, Arbitrum cũng như vậy, Avalanche khoảng 2%. Thì các bạn thấy được là ngoại trừ BSC, Tron và Ethereum ra thì những nền tảng khác rất là nhỏ. Nhưng mà có một điều là chúng ta không thấy Solana ở đây. Thì thường muốn tìm hiểu coi là Solana thì bây giờ ra sao. Thì các bạn sẽ thấy được là Solana bây giờ đó chỉ còn có 228 triệu đô la lóc lại cho mạng lưới DeFi mà thôi đã có thời gian các bạn nhìn thấy được là tháng 11 của năm 2021 đây là mạng lưới mà có 10 tỷ đô la các bạn 10 tỷ đô la lóc lại mà bây giờ chỉ còn có 228 triệu mà thôi có nghĩa là nó mất đi khoảng chừng là 98 của cái số lượng tiền lóc lại cho hệ thống của Solana rồi có thể thấy được là những cái dự án những người mà họ tham gia vào DeFi cho Solana đó đã, đã rời khỏi rất là nhiều cho nên cái số lượng tiền lóc lại rất là thấp luôn các bạn đây không phải là một dấu hiệu tốt và thường muốn trở lại thời điểm đầu năm đây là cái snapshot ở trên Cotelegraph vào ngày 2 tháng 1 của năm nay thì ngay thời điểm đó đó chúng ta có thể nhìn thấy được là chúng ta có những nền tảng như thế nào thì nếu chúng ta nhìn vào những nền tảng hợp đồng thông minh á, thì chúng ta có Ethereum xếp hạng thứ hai, à, trong bảng xếp hạng của CoinGraph chúng ta có kế đó là Binance BNB à, xếp hạng thứ ba, chúng ta có Solana xếp hạng thứ 5 các bạn và các bạn thì rồi chúng ta có Cardano thứ sáu, rồi um, Terra Luna thứ 9 và chúng ta có Polkadot thứ 10 và Avalanche là thứ 11. Thì đây là cái bảng xếp hạng của những cái hợp đồng thông minh đầu năm nay các bạn thấy Solana chiếm hạng thứ 5 lần và mức là 176 đô Tính tới bây giờ đó thì các bạn thấy được là Solana hiện bây giờ đứng hạng khoảng chừng là 20 Và đã mất đi khoảng chừng là 96.26% rồi các bạn câu hỏi là chúng ta có nên lo lắng hay là không nếu như các bạn là một người mà đầu tư vào Solana hay là các bạn là một người mà từng đầu tư vào những cái nền tảng bây giờ các bạn hầu như ít nghe nói tới thì thật ra mà nói đó thường không có muốn nói riêng một nền tảng nào tại vì chúng ta không biết tương lai của những nền tảng này ra sao thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là dựa theo những lịch sử đó thì chúng ta thực sự là có nguy cơ ngoại trừ là những đồng như Bitcoin, Ethereum ra thì những đồng khác đều có nguy cơ bị thay thế hết các bạn hay là bị lãng quên để thường chia sẻ thêm với các bạn lịch sử như thế nào chúng ta bây giờ hãy nhìn vào lịch sử lâu nhất ở trên CoinMarketCap đi đó chính là lịch sử ngày 5 tháng 5 năm 2013 thì lúc đó các bạn thấy là chúng ta chỉ có 10 đồng này mà thôi và thường sẽ đọc tên những đồng này có thể là các bạn thấy được là ngoại trừ Bitcoin và Litecoin thì những đồng khác các bạn hầu như là không hề nghe nói tới chúng ta có Namecoin Peercoin, Feathercoin, Freecoin, Terracoin, Devcoin, Novacoin và Mincoin Thì ngoài trừ không và Litecoin ra nó thường không nhận ra bất cứ những đồng này các bạn Nhưng mà đã một thời là nằm trong thấp 10 Chúng ta bây giờ hãy xem cái ngày cuối cùng của những năm kế tiếp Xem coi là bạn xếp hạng thấp 10 như thế nào thì tính tới cuối năm 2024 các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào top 10 chúng ta có Bitcoin vẫn là đồng đứng đầu Các bạn đã thấy là XRP thì các bạn cũng nhận ra được Nhưng mà Paycoin thì đã một thời đứng hàng thứ ba các bạn thấy bây giờ đã không nghe nói tới nữa Chúng ta thấy được là Litecoin đứng hàng thứ tư các bạn cũng đang nhận ra Litecoin Nhưng mà những đồng kế tiếp thì sao BitShare các bạn thấy là ít nghe nói tới bây giờ Maysapcoin hầu như là không còn ai nói tới Stellar thì hầu như cũng rất ít nghe nói tới Và chúng ta thấy Dogecoin thì vẫn còn Kế đó là đồng NXT và cuối cùng là Bitcoin đây là top 10 của năm 2014. Có thể các bạn chỉ nhận ra được khoảng chừng là 3 tới 4 đồng mà thôi trong top 10 này. Nhưng mà đặc biệt là các bạn thấy được là xếp hạng đó thì nó cũng thay đổi theo thời gian. Chúng ta chuyển qua năm 2015 đi thì các bạn sẽ thấy được là top 10 lúc đó là Bitcoin, XRP, Litecoin, Ethereum. Cuối cùng đã xuất hiện rồi các bạn, lúc đó chỉ có 85 cent mà thôi. Uh, Dash một trường đồng rất rất nổi tiếng năm 2017, 18, 19 bây giờ cũng rất ít nghe nói tới luôn các bạn. Dogecoin thì vẫn còn nhưng mà Peercoin, Bitshare, Stellar, Mayacoin hầu như là ngoại trừ Stellar các bạn không nghe nói tới những năm còn lại và cũng rất ít nghe nói tới Stellar và NXT uh, đã một thời trong top 10 bây giờ đã chuyển thành uh, đứng hàng thứ 11 rồi. Chúng ta chuyển qua năm 2016 đi, các bạn thấy được đây là cái sự bắt đầu của một cái mùa tăng trưởng mới tại vì các bạn thấy được là tình hình là năm 2014 là bắt đầu là giá cả đi xuống 14 15. Chúng ta vừa xem mới đây đó thì lúc đó là lúc giá không tốt và lúc đó là lúc mà những người mà có lòng tin vào những dự án như là Paycoin, họ có thể có lòng tin vào Bitshare, Maysepcoin hay là họ có lòng tin vào NXT hay là Peacoin, họ có thể là nhìn thấy được giá cả của những năm 2014 như 15 đó thì rất là xấu chỉ như năm này và họ có kỳ vọng là cứ tiếp tục đầu tư tiếp tục trung bình giá và những đồng này và họ kỳ vọng là đợt tăng trưởng kế tiếp những đồng này sẽ có cái sự tăng vọt và họ sẽ có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng mà các bạn sẽ thấy được là bắt đầu bước qua cái mùa tăng trưởng mới năm 2016 thì đột nhiên chúng ta sẽ thấy là có một cái gì đó nó khác biệt tại vì bây giờ chúng ta nhìn vào thấp 10 Cuối năm 2016, trước khi mà có cái sự tăng trưởng mạnh năm 2017 thì chúng ta lại thấy sự xuất hiện của ngoại trừ Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin chúng ta lại có Monero, Ethereum Classic Dash thì chúng ta đã nói tới rồi, Maysafe Coin chúng ta cũng nói tới mới đây thì hai năm này vẫn còn Nhưng mà kế đó thì chúng ta có Nem, Steam Các bạn thấy được chúng ta đã mất đi một số những cái dự án mà đã từng trong top 10 một hai năm trước mà có thể nhiều người rất có lòng tin Bây giờ bắt đầu một mùa tăng trưởng mới thì những dự án đó lại mất đi Lại xuất hiện những cái dự án mới nữa Và các bạn thấy được là những dự án mà chúng ta vừa nói tới đó chúng ta nhìn vào cuối năm 2017 cuối của đợt bull run đó thì như thế nào các bạn thấy là thấp 10 lúc đó chúng ta có bitcoin xrp ethereum chúng ta lại có một đồng mới nữa là bitcoin cash chúng ta lại có một đồng mới nữa là cardano Kế đó là chúng ta có litecoin iota một đồng mà mới nữa các bạn không nghe nói tới mới đây rồi nem rồi dash rồi Stellar các bạn đã thấy được đây là cái sự khác biệt khi mà chúng ta nhìn vào năm 2014 như 15 đó có rất nhiều những nền tảng nhiều người tin tưởng và nhiều người đầu tư hy vọng là chúng ta sẽ có một lợi nhuận tốt trong cái mùa tăng trưởng mới nhưng mà cái mùa tăng trưởng mới lại tới mà các bạn đã thấy là chúng ta lại mất đi một số những cái dự án đó rồi thay vào đó là những cái dự án mới chúng ta chuyển qua năm 2018 đi bắt đầu là cái mùa bear market thì cuối năm 2018 đó thấp 10 như thế nào thì thấp 10 của cuối năm 2018 chúng ta có Bitcoin, XRP, Ethereum, Bitcoin Cash chúng ta có EOS, Stellar, Litecoin, Tether, Bitcoin SV và Tron các bạn thấy được chúng ta bắt đầu lại thấy một số những dự án quen thuộc nhưng mà thay vào đó có một số dự án mà ít như nói tới như là EOS à, hay là Stellar cũng ít nghe nói tới bây giờ. Nhất là chúng ta nói tới Bitcoin SV cũng ít như nói tới luôn. Thì đương nhiên đây là cái thời điểm mà các bạn thấy được chúng ta lại bước vào một mùa, mùa bear market. Cũng giống như là mùa bear market trước đó nhiều người tin tưởng vào Paycoin, BitShare, Macefcoin hay là NXT hay là Peercoin họ đầu tư liên tục liên tục tại vì họ có cái suy nghĩ là những đồng này sẽ vẫn nằm trong cái top 10 và khi mùa tăng trưởng tới thì những đồng này nó sẽ phát huy ra cái năng lực của nó nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là chúng ta bước qua một cái mùa bô mới rồi chúng ta lại bước vào một cái mùa bé mới thì chúng ta lại có những đồng khác nữa và ngay lúc này cũng có rất nhiều người nuôi hy vọng rất là nhiều người tin tưởng vào những dự án như là bitcoin cash các bạn eos hay là chúng ta nói tới bitcoin sv nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng chúng ta bước qua năm 2019 ấy, thì cuối năm đó đây là top 10 các bạn Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Bitcoin Cash, Litecoin, EOS, Binance Coin cuối cùng đã vào cái top 8 rồi các bạn. Lúc đó là 14 đồng 15 cent, rồi Bitcoin SV rồi kế đó là Stellar. Các bạn thấy chúng ta lại có một số như đồng mới xuất hiện, một số như đồng quen thuộc lại bị đẩy ra các bạn khỏi cái top 10 này. Và chúng ta bắt đầu cái đợt tăng trưởng kế tiếp năm 2020 chúng ta lại có bản xếp hạng là Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, Binance, Chainlink, Cardano, Polkadot chúng ta lại bắt đầu thấy sự xuất hiện của một số dự án mới như Chainlink, Polkadot chiếm top 10 đẩy những cái dự án cũ ra và cuối năm 2021 mùa tăng trưởng mới đây thì chúng ta có top 10 là gì Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Solana đứng hạng thứ năm các bạn chúng ta có Cardano, XRP, Terra đứng hạng thứ 9, Polkadot đứng hạng thứ 10 và Avalanche đứng hạng thứ 11, Shiba Inu đứng hạng thứ 13 các bạn và Polygon đứng hạng thứ 14. Thì cái mà tôi muốn chỉ ra đó là bây giờ các bạn có thể nhìn vào những nông lớn bây giờ và các bạn có thể cảm thấy là cộng đồng rất là đông và cộng đồng rất có lòng tin, các bạn cũng rất có đồng tin vào những đồng này và bất cứ ai nói xấu về dự án mà các bạn đang yêu thích giống như là bất cứ ai nói xấu uh, về uh, BNB, bất cứ ai nói xấu về Cardano, Dogecoin, Polygon À, nói xấu về Polkadot, Solana, Avalanche thì các bạn sẽ không thích và các bạn có thể là cãi cọ với họ tại vì các bạn thật sự tin tưởng là những dự án này đã làm sao mà chết đi được cũng giống như là những người mà năm 2018 2019 đã từng tin tưởng một số dự án như là EOS các bạn hay là NEO họ tin là đây là dự án mà sẽ giữ vững trong top 10 không lý do gì mà không giữ vững bất cứ ai nói xấu những dự án đó năm 2018 thì đều bị tấn công hơn thôi các bạn Và cũng giống như là nhiều người tin vào Bitcoin, Macef Coin năm 2014 Tương lai không ai biết được Nếu các bạn hỏi thuận là Solana có qua được hay không Thuận chỉ thì chia sẻ với các bạn Lịch sử cho thấy khả năng một đồng lớn có cái cộng đồng mạnh hoàn toàn có thể biến mất trong top 10 Thay vào đó, những dự án mà có cái sự tăng trưởng mạnh đem tới nhiều lợi nhuận thật sự có thể là chưa xuất hiện luôn các bạn. Có thể chúng ta phải đợi từ dự án đó xuất hiện. Cũng giống như là năm 2021, Solana đột ngột tăng trưởng mạnh. Lúc đó đâu có ai ngờ đâu các bạn. Thì cũng như vậy mà thôi, những đồng mà có thể mang đến cái sự tăng trưởng mạnh có thể là không phải là bất cứ đồng nào trong top 10 này hết. Cho nên thuận thì thường ưu tiên Bitcoin và Ethereum nhiều nhất như là các bạn đã biết rồi có thể Bitcoin Ethereum bị thay thế hay không thì đương nhiên không gì là không thể các bạn nhưng mà khả năng đó đó thì thực sự là đối thường không có cao nếu như chúng ta nhìn vào lịch sử đó năm này qua năm nọ Bitcoin Ethereum vẫn có thể giữ được vị trí này thì ngoại trừ việc là họ chỉ dựa vào cộng đồng hay là họ dựa vào FOMO đó thì tôi nghĩ đó là một phần mà thôi đương nhiên có những cái thứ khác có thể giữ được vị trí của Bitcoin và Ethereum và khi các bạn đầu tư đó chúng ta lúc nào cũng phải có cái sự linh hoạt các bạn Một ngày nào đó thì có thể chúng ta sẽ có một đồng khác Hoàn toàn có thể tốt hơn cả Ethereum Thường không biết được nhưng mà lúc đó thường cũng sẽ có cái sự thay đổi về suy nghĩ của mình Chúng ta không thể nào mà cứ bám theo một đồng nào đó mãi mãi và mãi mãi được và thuận đương nhiên bây giờ vẫn tin bitcoin vẫn tin ethereum tại vì những gì thuận tin tưởng nó vẫn chưa có thay đổi cho đến khi nào nó, nó thay đổi thuận mới có cái suy nghĩ mới đó là cái mình thường muốn chia sẻ ở đây với các bạn và thuận đã từng chia sẻ một cái thứ với các bạn danh sách một số những cái altcoin nổi tiếng một thời đã không thể lập đỉnh mới trong đợt bull run năm 2021 mới đây không phải là đồng nào khi mà chúng ta có một bull run cũng lập đỉnh mới được rồi các bạn đây là danh sách những đồng mà cực kỳ nổi tiếng luôn chứ không phải là những đồng nhỏ đâu chúng ta có EOS đã không thể trở lại cái mức là 22 đồng trong đợt tăng trưởng này các bạn thấy được là đã lập cái đỉnh vào tháng 4 năm 2018 và sau đó đã không thể trở lại Bitcoin Cash cũng như vậy lập cái đỉnh cũ năm 2017 ở mức là 3.700 đô đã không thể trở lại cái đỉnh đó trong đợt tăng trưởng này Stellar cũng như vậy Tesla cũng như vậy XRP cũng như vậy luôn các bạn BNT cũng như vậy Dash NMR Omisigo và Ota Tôi biết là thấy nhiều bạn không có muốn nghe những thông tin này nhưng mà đây là sự thật thường chỉ muốn chia sẻ để các bạn có thêm một kinh nghiệm mà thôi thường đâu thể nào biết được có thể là các bạn yêu thích Solana hay là Avalanche hay là bất cứ một đồng nào thì bây giờ các bạn rất tin tưởng và hoàn toàn có thể những đồng này nó có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh giữ vững trong top 10 điều đó không có gì là không thể các bạn thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là trong lịch sử những gì đã xảy ra với một số những cái đồng nổi tiếng một thời mà ai cũng không nghĩ là sẽ một ngày nào đó bị lãng quên đó là điều mà thùng muốn chia sẻ ở đây với các bạn để các bạn có thêm một cách nhìn mà thôi về thị trường crypto này và đây là tất cả những thông tin mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần capital thì có thể bấm vào cái liên minh dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là okx, bybit hay là binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình một lần nữa nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên đu chữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go, yeah. Like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...